đem nuôi mình dẫn vợ chồng mình đi trải nghiệm buffet My Sun Sen. Thì cho ta sao nha, đây là quan cảnh đây. My Sun Sen. Quá trời đoàn luôn. My Sun Sen. Ủa đâu rồi? Người kia mất tiêu rồi. Em nha. Bá trợn quá. Bá trợn chứ sợ. Hỏi nước ép trà đá đầy ô thành dành nước trà đá. Ừ. Ok, My Sun Sen. Bây giờ cua, cá hào nướng, có sò đẹp nướng, có con. Có con này con gì vậy? Ok, có cá nướng, cá tôm nướng. Ồ, quá trời đồ ăn. Ồ, có sò mai nữa. Có này được đó. Wow. Wow, ồ, mực ít kìa. Có bù bè, thật ra là bù bè. Ở đây anh thấy luôn rồi, nãy anh mê. Ô trời, nhiều. À, ôi anh mê rồi. Ờ, anh nghe được đúng không? Ờ, ok. Chuẩn. Anh chấm nhé. Ờ, anh chấm. À, mấy cái này thì anh ngán rồi. Thôi ngán rồi. Ăn tỏi, anh thích ăn tỏi. Bánh mì. À. Đây, có tôm tích, rồi bề bề. Có cua, gạch. Dạ, tôi kiếm nhiều vô hôm nay. Ồ, vậy hả? Good luck. Ok, quay lại chỗ này. Hàng này hồi nãy có gà nướng. Cái thịt heo, cái cánh gà nướng. Đây, có bò. Hóc đây, có bún riêu. Đồ chiên, đồ nướng, xúc xích. Ngọn củ su su. Ồ, ăn ngọn củ su su được. Sushi. Cá. Ồ, có cá ép trứng nè. Ừ. Cá chích ép trứng. Kim chi, salad, có bánh đúc, salad nè, gỏi chân gà có luôn nè, gỏi chân gà. Mấy cái đồ này là để ăn súp. Đây, trái cây, yogurt, chè, không có boba nữa. Wow, hấp dẫn quá. Xin xa bánh bánh flan kem đây. Ok, hết rồi. Ok rồi, đây là nhà hàng, đẹp chưa? Này trái cây giả nhé. Ok, bây giờ mình sẽ đi rửa tay và bắt đầu cuộc chiến buffet hôm nay. Ok, bây giờ bắt đầu chinh chiến của mình nha. Phải ăn gì trước nè. Đầu tiên thì mình sẽ lấy cái gì đây? Mình lấy con ốc này trước đi, nước mắm hành trước đi. Một con thử. Wow, mọi người lấy hết đồ ăn rồi. Rồi mình sẽ lấy của ốc móng tay sạch luôn rồi. Không mực có lấy con hào hấp. Này con lấy con này là tôm tích. Con 4 con này đi, con nào bự bự ăn cho nó nhiều thịt không thích. 5 con quay về bàn trước. Tôm nó chạy nè. Cái gì của mình đây, ốc hương.
hương, nhiều. Con này con ốc gì nè, không biết ốc gì luôn. Giờ dính cái thời mình. Thôi ốc hương thêm nữa, lấy cái ốc hương nữa tí. Thêm ốc hương. Không biết cua có chưa? Cua chưa có hả? Thôi ăn trước rồi ra cà lấy nữa. Anh này lấy nước mắm chưa? Lấy nước mắm không? Ta lấy nước mắm chưa? Hả? Ồ, ăn dữ dội vậy ha. Em nuôi tôi ăn dữ quá, hôm nay ăn đồ biển, không biết có vụ gì đây. Phần mỗi người là 4 chấm mấy, 4.5 hả? 4.5, 4.6 gì đó. Ok. Ok. Úp, bắt đầu ăn nhé. Make sure là mình lau tay là một lần nữa. Anh này có khăn lau tay kia. Lau tay cái đi. Cảm ơn em. Ok, cảm ơn em nhiều nha. Ly này của Thảo hả? Ok. Ok. Cái con này ăn sao ta? Cái này là tâm tức. Trong đây gọi là con bê bê à? Bê bê à? Bê bê. Bê bê à? Mà sao cắt sao nó khó gì vậy tây? Tao nói con nát quá vậy. Sao giống như con chết vậy? Nó nát quá vậy? Sao là tại vì nó làm kiểu này? Không. Con nào ra cũng... Cho mượn kéo anh. Thấy nó hơi hơi bị không được tươi cho nên nó... Đấy. Thử coi. Không có tốt lắm, con này không tốt lắm. Con này nát quá. Nát quá hả? Không có tốt lắm. Anh này ăn tâm tích chưa? Ăn thử đi, nó nát, hơi nát quá nè. Chiên nó lấy gì vậy? Deep fry hả? Deep fry. Nhưng mà nó nát này nè, không có tươi. Hay là... Hay... Nó tâm tích cũng vậy, nó mệt lắm mà. Hay là nó như vậy, tại vì trước đó, cho ra ngoài Hà Tĩnh đó. Cũng bơi ngay trong, bơi ngay luôn nha, còn bơi luôn á, mà chiên lên á. Nó lại ra kiểu vậy. Cái thịt này nó ngoài lúc đầu mình. Cho này nè, để bỏ nó đi xuống này. Này có trứng. Ăn dưới đi, hồi ta ăn cái đầu này nè, sẵn ăn cái đầu này. Có trứng nè, con là một ú có trứng. Trứng ngon. Ngon. Trứng cũng rất ngon. Ăn thử cho biết. Hay là cái con này chiên lên nó sẽ dần. Nó sẽ dần. Tại vì chỉ có mình trước ra Hà Tĩnh á, bắt bơi trong hồ luôn. Ăn mọi thứ một chút để biết thử hay sao. Mũi này thử cười chưa?
ra theo cây bà này. Thôi nghĩ thì mình để nó gọn. Dạ. Dính nước mắm á. Bỏ vô, xúc nó luôn. Ok, bây giờ tiếp tục ăn con hào. Xong rồi cái người ta nói cái thứ đồ ăn bèo là hào nè. Hào hấp. Hào nướng anh này. Thử miếng nước mắm này coi. Chắc không được. Sao đem nước mắm xanh xanh. Tao không biết miếng nước mắm nào tao. Mua giống như muối tiêu chanh vậy. Thấy mọi người múc bột ngọt quá trời để bỏ vô. Ghê cứ vô mà được. Có để một cái thố mì thính đằng nặng. Thế hả? Mì thính hay gì đó, màu trắng trắng. Muối tiêu. Ok, giờ sẽ dứt ốc hương. Ở ngoài bữa là nhiêu ký anh này? Chẳng mấy thằng thằng nghĩ bự hơn nhiều không? Ừ. Tươi nữa, thấm cái này hay là đồ ấy thằng thằng. Chưa còn sống luôn thằng. Ừ. Không ngon bằng hồi nãy qua chợ. Chợ sống luôn mà. Ừ. Bữa nay đâu sống đâu. Lấy cái tâm xỉa rồi. Ừ, ốc ngon. Thôi lát ăn nhiều lấy nhiều này biết không? Đừng lấy trước, ăn thử ra. Thì lấy một lần đầu ăn thử cái nào ăn được. Tại vì vấn đề là nó nguội á, ăn dở. Thì cũng từ lúc thôi. Ừ. Ừ. Lúc nó ăn ngon. Thì chắc được quay lại nó này ngon. Cái gì? Đồ bếp mà. Cái đó sẵn thôi. Đừng nói cái đầu ngày mai á thì hơn nó mưa. Giống như nãy là nó mưa chút xíu là. Nên anh em nói đi em vô miền Nam đi ấy anh sợ. Okay. Anh sợ anh về anh mệt đó. Nếu mà mình quyết định đi làm bữa mình bay vô á mình đi luôn đỡ mệt hơn. Mình về á vô luôn. Này có này hả? Này ăn đi. Con mình còn cái con tôm này nó lạc nhất. Ừ. Con này thế này là để la ta này nè. Thôi. Thái không uống nước lạnh đâu, uống lạnh kim hồng. Ok, let's go. Ok, dòng kế tiếp. Hồi nãy mình mới cái bé dọn bàn á, cái xe vịt mình cấm á nha. Tại vì cái khăn mình vừa mới là bé dọn, bé nói bé lên khăn khác cho mình. Thì bây giờ á, ú già cái này nướng. Bây giờ mình sẽ ăn thử cái con gọi là xò mai. Xò mai được cắt ấy không? Cảm ơn. Tôi nghĩ thằng khác là tính 10 tiền thêm. Cái dài hả? Giờ cái ốc này. Mấy muỗng bốc cái này đây, ốc nè, đã chưa? Được xào bơ tỏi thôi. Đó, được cắt nhỏ ra luôn, dễ ăn, múc thôi. Múc một muỗng hết nè. Nè. Ngon. Ốc nè. Chế miếng mắm vô, mắm kẹo vô.
chở ra. Luôn. Cái này là con hào. Ăn này là nước mắm chanh. Nó nhanh chế vô nè, nó con hào nè. Múc ra. Ngon quá. Ăn vậy con ốc bù thử ra sao. Có cái đầu thôi. Ốc bù nè. Gì? Không, coi vợ của tôi đi đâu. Vợ ông đi đâu á? Đi lạc sang đi tiếp rồi. Sao thương đột sức vậy? Con mình không biết ở đâu để mà con có thể mình ngắm giáo được hay không? Mạnh miệng nữa. Muốn nó mạnh miệng. Dạy nó. Hết rồi, hồi nãy nằm đây. Cua mà sao không khai vậy? Tôi lấy hết rồi, anh tính ra lấy cua nhưng thấy bị hết rồi. Sushi à? Đây là phần của vợ mình á. Mấy người cứ che lên, mấy người cứ chia sẻ rồi tôi chết ăn rồi. Nãy vô thấy cua mà em lấy cua ha. Này là tấm càng nha. Trời. Đó, vợ mình đó. Thấy, đó nó chôm luôn rồi. Còn tôm nè. Này là tấm càng. Chưa ăn tấm càng. Đây. Tấm càng nè. Con này nó là con càng. Nó giống như là con thơm. Con trần. Con tích. Con này không có trứng. Mai em cắt sẵn cho mình luôn. Xe vịt rứt không? Cắt sẵn để cho mình lao luôn nè. Ủa, một cái miếng lao là tính 10.000 rồi. Hả? À. Đây là cua. Tại vì nó đồng cái này cái đít cái đầu không bị lấy cùng một bên. Cua gạch. Cua này to. Không phải cua gạch. Không phải cua gạch hả? Cua gì vậy? Cua thường thôi. Cua thường thôi. Anh thấy tổ rồi mà có thể anh nhập vô cái này đây. Nói gì không? Nó nóng, nó nóng, nó cái hay. Đâu có nóng gì. Con cua. Nhưng mà 400 ngàn. Nhưng mà 4 nó nhiều, 800 nghìn hỏi. Rồi hỏi hả? Còn hả mang càng không? Con này là bóp nè, 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 nè. Cái răng kìa. Cái càng ngọt á. Thật ra đó, nếu mà cua gạch đó, ăn nó rất là ngọt. Đúng rồi. Nên ở đây nó chỉ cho mình ăn cua đất bình thường thôi. Soi này nha, cái tay họ trắng. Không mấy cho, không mấy anh này được. Không, không có hả? Này, cây chừng cây cho vợ mình. Cho hành này mình em có ăn thế thì
chúng ta đang mở cái càng cua đây nè. Đem ra mấy con cua à, mà con là mình lấy xong nhỏ kia lấy, mấy người xa đứng là không có gì hết. Xong. Tan rồi, mẹ ta lấy ăn rồi. Nó có hai loại nước, nước mắm kẹo nha, này nước mắm kẹo. Chanh với tiêu như mắm kẹo. Còn này nước mắm thường. À, lá chanh, tỏi, ớt. Xong. Hình như mình có cảm thấy là cái tốc độ mình đi rất nhanh. Mình lên slow down chút. Mình cảm thấy tốc độ mình đi rất nhanh. Vô miếng trà nha. Vô. Vô các bạn già. Trà đâu? Vô anh đi. Ok. Anh này vô. Đừng uống nước đá này ơi. Trà ngon. Trà ngon, đậm. Ok. Mình sẽ gồm có là thứ nhất là có con sò này không biết gì, hào bơ tỏi, ốc móng tay, dở hả, ống tay xào me mà phải không, ăn ống tay thử nè, ăn đi, ăn coi hả. Không ta xà men. Thế ăn thấy ok. Dầm nó cứng. Đây. Hào. Bơ tỏi. Thấy con ốc này ốc gì vậy ta? Không biết nữa. Anh không biết con này con gì. Ram để nguyên con mà nó bầm nữa. Chắc vậy. Đây em mực nhỏ xíu. Chấm từ cái nướng này nó gì à? Xanh xanh là cái gì à? Mình ăn chạy đuôi thời gian mà phải về nghỉ sớm. Ốc hương bé bé không, nhưng mà bữa mua ốc hương quá ngon, nó còn sống bò ăn ngọt. Hãy subscribe.
Thôi này đi đi. Thôi đi đi. Đi đi, tao đi lẹ mà. Tao chạy ra đây lẹ. Tao đi luôn. Mình ăn bún ghê ốc. Bún ghê bất bại, bún ghê ốc. Rau trụm luôn. Rau trụm. Mà lé hả? Ừ. Em ăn hạt bổ lắm á nha. Dạ tôi kêu kìa. Về hả? Bún yêu. Nếu mà nói thật lòng thì vị chua hơi nhiều, không ra được mùi bún riêu lắm. Ăn cho biết thử. Nước bún riêu ta em. Không chua đừng ăn dở. Cảm ơn. Đây vẫn là những món mình yêu thích nữa. Thứ nhất hai con ốc bô. Ốc mít hả? Ốc mít. Ốc mít hả? Ốc mít tại nhỏ hơn ốc bô. Bỏ cái đuôi lấy cái đầu. Bóp lên cái đồ bỏ. Cho ba thì hai ba đơn hàng đi thôi. Em thì ba đơn hàng đấy. So. Đừng bớt hết luôn rồi đó thôi. Cái gì chị qua bên cái căn bên Bắc Thâm thì hai á, bên dịch khác hả? Bắc Thâm. Có bóng tay, xà me. Ủa sao đấy cái đồ nĩa kim khá khỏe. Cái này dở thì ngon. Ngon. Cái này dở. Nó chấm tỏi sệt hả? Dở. Con nhỏ ngán à? Ngon chưa? Mà cái đó không thích ăn Trung Quốc lắm. Ăn sushi chưa? Là gì? Ăn sushi anh thấy em ăn ít lắm á. Đồ trăng nhiều hả? Đồ trăng á. Trăng là giống như là đang ăn bạc á. Thấy không? Lấy. Lấy.
Đồ chân là giống như đồ ăn đồ vặt. Đồ chân là đồ giống như là em ăn đồ vặt á, ăn vặt á. Ăn vặt. Không. Cũng có thể nó là đồ chân á. À nóng. Giống như là ăn mấy cái đồ không có healthy. Healthy. Mà nó ngon và nó tiện lợi và nó nhanh. Ăn hàng vặt á, ăn đồ vặt á, ăn xà lao. Giống như là ăn một con hồi thì chúng ta sẽ là junk food á. Ăn bò kho, bò khô, khô bò, quên rồi, khô bò cũng là junk food. Rồi ăn cái bánh mè, bánh kẹo giống như bé mi, chim mơ chứ đồ, junk food. Mấy cái là không phải làm ăn món chính. Ăn chính được. Ăn món chính từ giống như tôi nói á, đo đồ đó là món người ta chính ta ăn vậy đó. Nhưng mà nó dân chân phút nó vẫn là chân phút. Tại trưa nay ăn bún đậu con tôm này nhiều lắm không em ăn rồi không đó không ăn nào chuyện làm bún đậu con tôm này uống cá cao trứng này cá cao trứng sao mềm ăn không. Xong rồi phải tặng ly nước. Xong bây giờ em nhìn thấy đồ ăn em sợ như của anh. Em sợ gì đó. Em sợ hôm nay cũng được em là anh Tê đi ăn phở Polis. Và hai tô phở. Anh biết tại sao em ăn không được rồi. Trước khi vô á em uống nước. Có sugar cho nên em no. Nó hơi á. Có lần em và anh Tê đi ăn phở Polis. Gọi hai tô phở. Em không ăn được. Tại vì biết sao em mới qua em chưa quen ăn bên bển. Bên bển ăn các phần lớn vậy đó. Về đây á, là anh ăn giống như ăn cầm hơi vậy. Không có no. Nhưng mà anh ăn được nhiều món khác nhau.